Chào anh chị và các bạn. Rất có thể anh chị và các bạn đã từng xem một số video của Thắng nói về thị trường bất động sản và những cái nhận định chia sẻ của Thắng trong thời đoạn vừa qua thì mong rằng là một trong những cái tài liệu tham khảo giúp anh chị và các bạn có thêm cái nguồn thông tin để có thể đánh giá và nhận định các cái khoản đầu tư của mình ngày càng hiệu quả hơn. Mong rằng là những cái chia sẻ của Thắng không quá tác động tới những cái hoạt động mua bán kinh doanh của quý anh chị em và các bạn. Mong rằng những cái chia sẻ đó chỉ ý là một uh, cái tài liệu tham khảo như một cuốn sách hay là như một cái bài viết, bài báo uh, giúp anh chị và các bạn nâng cao tầm nhìn. Không uh, mong rằng nó sẽ tác động quá nhiều tới anh chị em và các bạn. Trong buổi chia sẻ ngày hôm nay thì uh, để trả lời một số cái câu hỏi của quý anh chị em và các bạn về việc hỏi rằng là có nên uh, đánh bắt xa bờ, uh, đi đầu tư mua bán bất động sản ở vùng sâu, vùng xa hay được gọi là những khu vực mà mà không phải là những thành phố lớn mà hiện đang là những cái khu vực à, ở các cái địa phương nhỏ lẻ trên cả nước để đầu tiên để trả lời với quý anh chị em và các bạn về việc là đánh bắt xa bờ có nên hay không nên thì chúng ta sẽ chia sẻ với anh chị về việc phân tích cái nghĩa đen của câu chuyện đánh bắt xa bờ đánh bắt xa bờ theo cái nghĩa của nó tức là chúng ta phải đi xa đất liền hơn phải đi xa cái vùng nước nông để có thể đánh bắt và tìm kiếm được cái nguồn sinh lợi hải sản của mình mà nếu để đi xa được thì chúng ta phải cần điều kiện đầu tiên kiên quyết phải cần đó là một cái con tàu một cái khả năng của một cái con tàu đủ lớn đủ mạnh đủ khỏe để có thể đi xa đất liền có công suất lớn hơn có khả năng chứa được nhiều hải sản hơn và khả năng bảo quản hải sản lâu ngày hơn chúng ta phải đi xa đất liền xa bờ hơn thì đồng nghĩa với việc chúng ta phải đi dài ngày hơn và khi chúng ta đi dài ngày hơn thì công suất máy những trang thiết bị và nói tiệu chung lại đó là nguồn tài nguyên của một con tàu nó phải đủ lớn đủ mạnh và có thể chịu được những cái cơn sóng gió mà biển cả đem lại đó là nghĩa đen của câu chuyện đánh bắt xa bờ. À, và cái câu chuyện đánh bắt xa bờ đó thì nó cũng bắt nguồn từ việc là chúng ta bảo tồn cái tài tài nguyên ở vùng nước nông, ở vùng gần bờ cũng như là những cái tài nguyên ở khu vực này thì đã có quá nhiều những cái cái tàu thuyền nhỏ đánh bắt và đã cạn kiệt do đó thì chúng ta mới phải đánh bắt xa bờ và trong thị trường bất động sản nói riêng hay bất kỳ một thị trường nào khác nói chung cũng đều là như vậy khi cái sự khó khăn bao trùm lên thị trường tổng quan thị trường đang gặp những khó khăn thì đồng nghĩa với việc thị trường bất động sản ở các cái thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Khánh Khánh Hòa, Cần Thơ là những cái khu vực mà trước đây khi thị trường bất động sản được gọi là tăng nóng, tăng sốt thì đó là cái ngư trường là cái nơi để chúng ta cùng nhau kinh doanh để kiếm lợi nhuận về tìm kiếm các cái lợi nhuận về chênh lệch giá bất động sản. Nhưng khi thị trường bất động sản có những cái dấu hiệu của câu chuyện trầm lắng, đóng băng hay là những cái khó khăn trong giao dịch thì chúng ta thường nghĩ tới câu chuyện đó là phải đi xa ở những vùng xa hơn để mua được giá thấp hơn so với những cái khu vực mà trước đến giờ chúng ta vẫn thường hay giao dịch thì chúng ta thường hay có câu chuyện đó là đánh bắt xa bờ vậy thì giả sử người ở Hà Nội hay Thành Phố Hồ Chí Minh vào Phan Thiết hay là về Bình Thuận hay là về Đồng Nai những khu vực mà đất đai giống như cái sương vụ Alibaba vừa rồi đấy tức là về khu vực uh, uh, Cát Tiên hay là một số cái khu vực rất là xa thì giá đất sẽ rẻ hơn rất là nhiều so với giá đất hiện hữu tại quận 9 tại thành phố Hồ Chí Minh hay là tại quận 2, à, quận 7 và nó cũng sẽ rẻ hơn rất nhiều so với vùng ven của thành phố Hồ Chí Minh. À, người ta mong muốn rằng là khi mua được với cái mức giá thấp so với uh, cái giá cao của khu vực trung tâm thì sẽ có một cái kỳ vọng rằng là, là tương lai sẽ sáng lạng và nhờ đó việc kinh doanh đánh bắt xa bờ sẽ hoạt động hiệu quả nhưng điểm lưu ý mà anh chị và các bạn ít để ý tới ai cũng chỉ mong muốn về cái hoạt động lợi nhuận của mình tốt hơn tích cực hơn và hiệu quả hơn nhưng ít người đánh giá rằng là từ nghĩa đen của đánh bắt xa bờ tức là nguồn lực tài chính của chúng ta khi mà đem của cái đem tài nguyên đi mua bán bất động sản ở những cái khu vực vùng xa Ba điều chúng ta cần phải lưu ý. Điểm lưu ý thứ nhất là khi chúng ta giao dịch ở vùng xa thì nó phải có một cái nguyên nhân cốt lõi nào đó để dẫn đến câu chuyện xu hướng trong chung và dài hạn của đất ở khu vực đó có thể tăng giá. Điều tác động đến các cái khu vực như vậy để tăng giá thì điểm cốt lõi vẫn là hạ tầng liên quan đến đường xá, đến trường học, đến trạm mà gọi là điện đóm rồi liên quan đến một số cái dự án lớn sắp chuẩn bị hoặc là tương lai sẽ triển khai thì những khu vực đó mới có thể có khả năng tăng giá được thì điều đó là điều không phải ai cũng có thể đánh giá được và cũng không phải ai cũng có nguồn thông tin trước khi một cái chỗ dự án nào ở cái khu vực nào chuẩn bị triển khai đó là lưu ý thứ nhất. Cái lưu ý thứ hai có thể những dự án đó sẽ triển khai nhưng không phải là ngay bây giờ mà sẽ là rất lâu sau một năm, hai năm, năm năm hoặc thậm chí mười năm sau mới triển khai. Do đó thì cái nguồn tài nguyên của chúng ta tức là tiền của chúng ta phải là nguồn tiền nhàn rỗi và hoàn toàn không chịu áp lực vốn cũng như không có cái áp lực phải sử dụng trong ngắn hạn thì chúng ta mới có thể đi đánh bắt xa bờ như vậy được. Và điểm thứ ba chúng ta cũng cần phải lưu tâm đó là uh cái đánh bắt xa bờ thì đồng nghĩa với câu chuyện là không phải tất cả các khu vực nó đều tăng giá bởi vì nếu như ở trung tâm thành phố nếu như ở những chỗ mà đang phát triển thì cái việc mà lấp đầy dân cư là có thể sẽ xảy ra trong vòng một năm tới hai năm tới nhưng những khu vực mà quý anh chị em và các bạn mang tiền đi để đầu tư ở những cái vùng đất gọi là khá là xa xôi hẻo lánh và có những cái chỗ thật sự là giá toàn là giá đất nông nghiệp rất là rẻ nghe thì có vẻ là mua bằng công hoặc là mua bằng 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 tính bằng xào hoặc là tính bằng hecta. À, tuy vậy thì cái việc lấp đầy dân cư là điều không thể và ngay cả như những cái dự án kiểu như mà rất là hoành tráng của Vin mà đi ra ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh hoặc là ngoại thành Hà Nội, đôi lúc chúng ta cũng còn phải đánh giá và cân nhắc về cái khả năng lấp đầy của dân cư có về đây ở có đủ không số lượng dân cư không hay nó sẽ trở thành những cái thành phố ma huống hồ là chúng ta có thể đi về đến tận phú mỹ của đồng nai của 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 bà rịa vũng tàu hay là về tận mũi né hay là chúng ta mua đất đai ở ngoài bình thuận hay ngoài quy nhơn khánh hòa ngoài 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 quy nhơn phú yên hay là bất kỳ một cái vùng đất nào đó mà chúng ta kỳ vọng rằng là tương lai sẽ phát triển thì thực sự là cái khả năng lấp đầy dân cư là điều không thể trong ngắn hạn Nó có thể phải kéo dài từ 10 năm, 20 năm Thậm chí lâu hơn mới có dân cư có thể đới ra ở Đôi lúc chúng ta sẽ thấy có một cái gì sọt nào đó Một cái dự án về du lịch nào đó phát triển Nhưng anh chị và các bạn lưu tâm một điều rằng là Những khu mà du lịch như vậy thì hầu như là khép kín và họ sẽ đóng kín cửa của mình chỉ có những cái đoàn khách du lịch của họ đón thẳng từ sân bay về khu du lịch và ăn uống sinh hoạt trong nội khu luôn. Còn ở phía ngoài thì thực sự rất khó để phát triển. Trong giai đoạn đầu tiên của việc đầu cơ, nghe tin có dự án thì giá đất có thể tăng nhưng về mặt dài hạn nó sẽ gặp những cái khó khăn như vậy. Đó là vài những chia sẻ chúng tôi. Muốn anh chị và các bạn lưu ý khi mà mang tiền của mình đi đầu tư bất động sản ở xa khu vực trung tâm, ở vùng xa và câu chuyện này chúng tôi cũng muốn kể thêm với anh chị em và các bạn cách đây khoảng tầm 10 năm chính bản thân Arimin tôi đã từng có cái nhu cầu muốn mua vài lô đất tại khu Mỹ Phước 3 của tỉnh Bình Dương tức là đi qua Đại Nam khoảng tầm 5 cây số thì sẽ lên phía mạn trên phần Mỹ Phước tức là một trong cái cái khu vực mà cũng không xa lắm so với thủ dầu Một Tuy vậy thì so với thành phố Minh thì khá là xa. Mà đến ngày hôm nay tức là đã trải qua gần 12 năm Mỹ Phước 3 vẫn chưa được lấp đầy vẫn chưa được lấp đầy để anh chị thấy và các bạn thấy rằng là đất đai của đại của Việt Nam thì còn mênh mông và nó không giống như những gì mà 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 rất nhiều những tay gọi là kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản cũng như là là làm trong lĩnh vực bất động sản luôn nói rằng là người thì đẻ ra còn đất thì không đẻ được tôi đồng ý với anh chị em và các bạn là cục bộ một số khu vực Uh, trung tâm uh, vì cái nhu cầu công an việc làm vì cái nhu cầu sinh hoạt mà nó có thể lấp đầy rất nhanh và thậm chí mật độ dân cư rất cao. Tuy vậy nếu tính trên tổng thể toàn bộ diện tích Việt Nam và rất nhiều vùng đất uh, của Việt Nam trên cái số dân hiện tại thì cái việc mà để có thể gọi là sử dụng hết cái nguồn tài nguyên đất của Việt Nam mình là điều thực sự còn là một còn rất là nhiều còn rất là rộng lớn mênh mông anh chị có điều kiện thì có thể đi du lịch đi phượt từ uh, thành phố hồ chí minh đi hà nội uh, đi hà nội hoặc từ hà nội vào thành phố hồ chí minh bằng xe máy hoặc bằng ô tô thì anh chị sẽ thấy đất nước và con người việt nam giàu đẹp biết bao nhiêu còn mênh mông và rộng lớn biết bao nhiêu nên cái câu chuyện mà vẽ ra những cái viễn cảnh và kiểu là đất luôn luôn không đẻ ra mà người thì đẻ ra thì uh, khi mà cái đường xá nó hiện đại hơn À, đường cao tốc nó được xây dựng nhiều hơn thì cái việc giãn dân nó sẽ rộng khắp ở đi các cái tỉnh thành nhỏ lẻ khác thì rõ, rõ rõ ràng là cái mật độ dân cư nó sẽ được uh, giãn ra rất là nhiều không lo cái câu chuyện là cái câu chuyện đất đai nó có thể sẽ gọi là liên tục tăng giá giống như anh chị và các bạn mong muốn đất đai có thể trong chu kỳ 10 năm nó chỉ tăng trong vòng một vài năm sau đó nó sẽ trứng trong một khoảng thời gian khá là dài à, chúng tôi cũng mong rằng là những cái chia sẻ này thì ngoài cái câu chuyện chia sẻ những kiến thức thì những anh chị và các bạn hoạt động trong lĩnh vực bất động sản cũng như là những người mà có cái nhu cầu cho thuê những người có cái nhu cầu thực về mua bán bất động sản ở những cái khu vực uh, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Vũng Tàu hay là Nha Trang hay hay là một số cái tỉnh thành mà anh chị có nhu cầu bán hoặc có nhu cầu mua hoàn toàn có thể để lại những cái bình luận của mình về cái chào hàng, nhu cầu thuê mướn ở đâu, nêu rõ cái nhu cầu ở phía dưới cái phần bình luận. YouTube là một trong những cái kênh miễn phí cho chúng ta một cái môi trường có thể cùng nhau hợp tác để kinh doanh, cùng nhau để đăng những cái thông tin về kinh doanh, cùng nhau để đăng những cái thông tin về nhu cầu của mình bán mua hoặc là những cái nhu cầu khác mà anh chị và các bạn muốn về lĩnh vực bất động sản về và đặc biệt là lĩnh vực cho thuê bất động sản cho thuê nhà thì anh chị chị hoàn toàn có thể để lại những bình luận ở phía dưới của video uh, video này thì có thể sẽ khá là nhiều người xem thông thường thì mỗi video sẽ có vài chục ngàn người xem do đó thì những cái bình luận của anh chị em và các bạn cũng là là mong rằng là chúng tôi sẽ là cái cầu nối để nối anh chị em và các bạn từ cái người có nhu cầu uh, trong lĩnh vực bất động sản thuê mướn thuê uh, căn hộ hoặc là thuê những cái dự án hoặc là bán hoặc kinh doanh những cái dự án lớn là cầu nối cho những người, những bạn trẻ đang làm trong lĩnh vực bất động sản có thể tìm kiếm được khách hàng của mình. Đừng ngại để lại những bình luận về cái nhu cầu của mình cũng như là đừng ngại để lại những cái 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 cái, cái chào hàng của mình ở phía dưới của video này. Chúng tôi sẽ duyệt tất cả những cái bình luận đó cho quý chị em và các bạn. Mong những video của Thắng ơi về bất động sản không chỉ là chia sẻ về kiến thức. Còn là cầu nối để quý anh chị và các bạn à, thuận tiện trong cái hoạt động kinh doanh bất động sản và mong rằng giúp ích được cho rất nhiều anh chị em và các bạn trong nghề cũng như là những người đang có sản phẩm bất động sản cần cho thuê, cần bán. À, anh chị và em và các bạn nếu yêu thích thì hãy để lại cho Thắng một cái like cho video cũng như là à, đừng quên là chia sẻ video này tới nhiều người. À, đăng ký kênh TOTV để tiếp tục cập nhật những cái thông tin hữu ích mỗi ngày và ấn vào chuông để mỗi lần ra một video mới thì ngay lập tức YouTube sẽ gửi vào à uh, mail cho anh chị và các bạn hoặc là thông báo cho anh chị và các em và các bạn là TOTV có uh, một video mới. Thân chào, hẹn gặp lại anh chị em và các bạn trong video tiếp theo. Uh, chúc anh chị em và các bạn uh, mua may bán đắt hoặc là kinh doanh có hiệu quả. Chúc một tuần làm việc nhiều cái uh, niềm vui, nhiều thắng lợi. Chúc anh chị và các bạn sức khỏe. Thân chào và hẹn gặp lại anh chị em và các bạn.